Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh đã khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét nhanh chóng, mưa rông đã xuất hiện rải rác trong cả ngày hôm qua. Sang đến hôm nay khi khối khí ổn định thì mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh. Trời rét khô, chấm dứt trạng thái nô mực. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 19 đến 22 độ ở phía Đông Bắc Bộ. Còn với phía Tây, do ít chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất vẫn khoảng 24 đến 26 độ. Cũng nằm trong xu thế khu vực, thủ đô Hà Nội hôm nay trời rét. Mưa có thể xuất hiện vào sáng sớm nhưng đến trưa chiều thì giảm dần. Biên độ nhiệt hôm nay chỉ khoảng 18 cho tới 22 độ. Cảm giác rét sẽ tăng dần vào tối và đêm. Quý vị cần lưu ý trang phục để đảm bảo sức khỏe. Cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tầng thấp nên mưa đã xuất hiện tại Bắc Trung Bộ. Cục bộ có nơi có mưa với lượng khá. Và trong hôm nay mưa tại đây sẽ giảm dần nhưng trọng tâm mưa sẽ mở rộng xuống khu vực Trung Trung Bộ. Với Nam Trung Bộ thì thời tiết tương đối ổn định. Có chăng thì nhiệt độ cũng chỉ giảm nhẹ khoảng 1 độ so với hôm qua. Thành phố biển Đà Nẵng ban ngày nhiều mây, mưa có thể xuất hiện với khả năng mưa là 90%. Do có mưa, nhiệt độ vừa phải, dao động từ 23 cho tới 26 độ, trời mát. Và nếu có kế hoạch di chuyển ngoài trời, quý vị cần mang theo vật dụng che mưa để đề phòng những cơn mưa bất chợt. Trái với tình hình rét ở phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì tình trạng khô nóng, đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày 35 cho tới 37 độ, còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ có phần thấp hơn từ 2 cho tới 3 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 31 đến 34 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay nhiệt độ cao nhất là 35 cho tới 36 độ. Trời oi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều, quý vị nên hạn chế lưu thông thời điểm này. Tối và đêm nay, thời tiết dịu mát hơn, mức nhiệt hạ về còn 26 độ. Bản tin thời tiết trưa nay xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.